오늘은 백신을 맞으러 갑니다. 드디어 2차 맞아요. 백신을 맞으러 가는 차 아닙니다. 이렇게 차량을 움직이려면 QR코드가 있어야 되고요. 비닐로 손님과 접촉을 차단해놨어요. 안녕하세요 여러분. 구독, 좋아요, 기분이 좋아! 안코TV의 안코입니다. 오늘은 백신 2차 접종을 하러 가요. 저와 함께 그 현장으로 들어가시죠. 나나이 안티인 백신 하일런지 하일런 로로야 테나도 하이팀도 요가 아, 자, 세나, 땅키로, 이, 안 고테. 야, 나, 꼼베, 꼼한테나와. 뉴라마. 자, 뉴라미라. 안 김티, 뉴라마. 안 써, 상, 쩍, 또, 코비트, 바, 바, 이, 이, 푸녀, 꼼한테나와. 뭐지요? 뭐지요, 탕아? 뭐지요? 뭐지요? 와. 아, 코메피어가. 아, 엠니. Mọi người Việt Nam rất khó nhưng mà con trai của anh rất hạnh phúc đúng không? Em nghe chủ tịch Việt Nam nói sau tháng 9 thì không làm cách ly nữa đúng không? À, tháng mùng 1 tháng 10 thì có khả năng là mở cửa lại kiểm soát để thuốc vaccine về để tiêm cho người dân cho ít nhất là 10 được một mùi. À. Rồi có người được 2 mùi để mình làm việc luôn, gọi là sống chung với dịch mình làm việc có việc làm luôn. Để làm việc không còn đói. Chưa chết corona nhưng sắp chết rồi. Chưa corona là chết rồi. Dạ đúng rồi. Kêu mở cửa nhưng mà đưa về nhà. Đưa về nhà chúng ta tại chỗ. Anh về chỗ. À, hiểu rồi. Họ lottery à? Đông người là. Đông người làm à? Ồ, đường này cấm di chuyển. Tại sao? Vì những cái đường này nó giờ như người ta ít người kiểm tra quá. Không có người để như mà để kiểm tra xe máy này. À. Đang đi ít đường thôi. À. Giấy tờ nếu có giấy tờ mới được đi làm. À. Không có giấy tờ không được. Còn taxi là ít hỏi, taxi là tại vì nhà nước cho chạy, nó không hỏi được phép chạy. À, được phép chạy. À. Em người Hàn Quốc hả? À đúng rồi ạ. À. Nhưng mà nhìn giống như người Việt Nam đúng không ạ? Yeah, mọi nghe nói như vậy. Đặc biệt là khi em nói tiếng Việt, người Việt Nam nghĩ chắc phải là không phải là Hàn Quốc, người Trung Quốc hay là Campuchia như này. À, phát âm của em hơi khác với người Hàn Quốc. Dạo này nhiều người Hàn Quốc về Hàn Quốc rồi đúng không ạ? Nhiều người ở người Hàn Quốc qua Việt Nam đợt đi thì cũng có việc mà người ta về lại Trung Quốc. Dạ đúng rồi đúng rồi. Anh tiêm vaccine gì ạ? Anh ở Mỹ ạ. Quốc Trung Quốc em đi có thuốc vaccine của Trung Quốc á. Không phải. Sinopharm, Sinopharm đúng không ạ? Người Việt Nam mà của thuốc của Trung Quốc dịch mấy người dịch đâu, người ta không dịch. Nếu của Mỹ hay của Nhật hay của nước nào là người ta dịch, mà còn người ta không dịch. Nước nào cũng được thì Trung Quốc. Yes, 저희가 오토바이 되는 공안이 검사를 하는데요. 저는 등록된 택시 안에 있기 때문에 검사를 하지 않습니다. 그리고 통행증을 보여줘야 돼요. 백신 맞으러 왔고요. 사람 엄청 많네요. 전에 백신 맞을 때 받았던 서류를 동봉하고 지금 서류를 작성해야 돼요. 뭐 안 좋은 증상이 있나요? 어디 아팠나요? 코비드 증상 의심되는 사람 만난 적 있나요? 그냥 다 아니라 그러면 돼요. 자야, 괜찮냐? 오케이, 까마님. 아니, 검사를 몇 번 하는 거야? 뭐, 한 번 검사하고, 들어가면 또 검사하고, 이제 드디어 건물 안 들어갑니다. 건물 아니라, 줄 서는 거네. 백신 맞기 너무 힘들어요. 근데 여기 조명 좋은 거 같은데? 혼잣말이야. 오늘 같이 백신 맞은 제 직장 동료입니다. 저기에서 들어와서, 여기 지금 다시 줄 서 있는 거예요. 그리고 들어가면, 저 안에 들어가서 또 앉아가 대기해야 돼. 아, 좀 빨리 올걸. 저기까지 들어가는 게 우리 최종 목표입니다. 저건 딱 맞으면 집에 가는 거예요. 저 손짓이 난리 안 가면 좋겠다. 오늘 체크를 하고 들어갑니다. 체크해서 확인시켜주고 입장. 시원해. 여기서 대기하고 있다가 혈압 재고, 혈압 재고 입장하면은 주사 맞고 백신을 맞았고요. 대기 중인데 뭐 서류를 뭐 검토하고 있는 게 있나 봐요. 오늘 화이자 맞았어요. 1차 아스트라제네카 맞았는데 2차 화이자 맞아도 문제 없는지 모르겠네. 뭐 지켜보죠. 드디어 서류 검사가 끝나고 등록 중인가 봐요. 이게 마지막 단계인 것 같아요. 검사하고 백신 맞고 서류 내고 대기하다가 등록하고 뭐 증서를 주는 게 아니라 서버에 백신 맞은 사람이라 등록을 하나요. 저는 일정 마무리 되었습니다. 나왔으니까 그냥 들어가기 아쉽고 좀 거리 좀 보여드릴까요? 밀크티 열었어요. 밀크티를 한 잔 먹을 겁니다. 자, 지은아, 응원이야? 그러면 밀크티 이제 뜨지 방지에. 가게는 문을 열긴 열었어요. 테이크아웃만 가능하죠. 거리 한번 보여드릴게요. 약국은 다 열었거든요. 여긴 가라오케는 작살났네요. 작살날만하지. 어떻게 알겠어요. 상황 이런데. 아이고. 그래도 요즘에 백신 접종률이 낮진 않아요. 사람들 많이 백신 맞고 있고 경제가 가장 심할 때에 대비해서는 많이 살아나고 있다고 생각이 듭니다. 배민 드라이버도 항상 대기하고 있죠. 근무하느라 바빠요. 일이 되게 많거든요. 배달을 많이 시켜 먹으니까 확실히 뭔가 삭막하긴 하네요. 썸로야, 가만해. 백신 다 맞아가 속이도 시원하네요. 이제 집에 가서 영상 편집하고 올려야겠어요. 5월 16일 호치민 상황 여러분들께 리뷰 드렸습니다. 구독, 좋아요, 기분이 좋아! 안코TV의 안코였습니다.
감사합니다.